Dạ, em chào anh chị mến yêu, cô chú mến thương. Dạ, hôm nay thì là một buổi chiều thứ năm anh chị, ở đại đô thị sinh thái 5 sao Paita Eco City. Dạ, sáng giờ chờ đổ cơn mưa quá trời luôn. Giờ này là chiều khoảng 4 giờ mười mấy phút buổi chiều ở trong khu đô thị. Cảnh chiều thì bữa nay em cũng đi một vòng cho anh chị với cô chú mình ngắm cảnh quan. Chiều hôm nay thì em mới phát hiện mấy cái view mới nè anh chị. Như điện thành ở đây là trên trục đường đại lộ Nam Phương, những hàng cây dáng xưa đang ra bông. Rồi bông này dụng cũng dữ lắm. Mấy cây cây này là mấy cây dáng xưa nè anh chị, ở gần trong cao nguyên của hai chú dâu cũng ra nhiều lắm. Xài thì mùa này mình cũng còn rất là nhiều trái, mấy trái chín này bắt đầu rụng xuống. Có anh bảo vệ cũng đang hái xài, sợ mấy trái ra xài rụng. Anh chị thấy trái xài quằn cây luôn anh nè. Để em đi vòng vòng cho anh chị ngắm cảnh đó. Giờ này thì mấy bạn nhỏ chưa có tan học nên chưa vô chơi anh chị. Hôm nay em đi quay phim sớm, tại chiều thường hay mưa lắm. Bữa nay mây dày. Ở đây mình sắp có cái view mới làm gì. Ở đây sắp làm gì đó. Nằm trên trục đường D12A Phước Thịnh. Thay đầu lộ quá trời luôn không? Mình sắp triển khai cái gì đó. Còn ở đây thì hôm giờ trời mưa quá, mình đang dọn dẹp lại cái không gian xanh cho những lô đất vàng của anh chị. Dạ, thì đây cũng là cái cảnh mà mình dọn dẹp không gian xanh nè anh chị. Bên dưới thì mình có một chiếc máy cài, gắn cái đồ cái máy cắt cỏ ở trong á. Chứ cái này là mình phải cắt kiểu này chứ không phải ngồi cắt từ từ anh chị. Đây là những lô đất vàng gần với bờ hồ Cánh Sen. Hiện tại ngôi nhà ngang 6,5 dài cho 24 thì mình đang xây tường. Rồi bên cạnh ngôi nhà có cái view công viên, cái cây dáng xưa cổ thụ thì cũng đang ra bông nữa nè anh chị. Đẹp lắm. Nhìn qua ngôi nhà xéo xéo miếng thôi, vườn công viên có cây hoa sứ rồi cây dáng xưa. Cái này mới thứ năm à, vài bữa nữa năm thứ sáu thứ bảy bảy này mình cũng có sự kiện nữa anh chị. Ở bên đường D8 Long Thượng có những lô đất vàng nhỏ nhỏ 4,5 m 24. Đây mình cũng có cây phượng đang nở bông đẹp quá nè anh chị. Bữa nay ít nắng, trời bữa nay mây dày.
Đây mấy kiểu nhà 4 mét rưỡi nha, cho 24. Gần đây mình cũng có ngôi nhà, cũng có cô chú mới dọn về ở luôn nè anh chị. Đó, đây là ngôi nhà full full combo, có sân trước rồi mái trước mái sau với khung sắt bảo vệ. Đây mẫu nhà có sân vườn đó vậy. Chị thấy bà con cô bác đường view công viên thì mình ở cũng rất là yên tĩnh. Còn ngôi nhà ngang 6 giờ 20 bữa nay người ta lật ngói luôn rồi anh chị. Ở đường này thì anh thấy lập ngói màu xanh này lên tới nóc xong rồi bắt đầu làm xuống từ từ. Rồi hiện tại ngoài sân golf với sân banh, sân tennis giờ này còn sớm quá, chưa có ai chơi hết. Em chạy đi vòng vòng kiếm gì quay nữa. Đây mình cũng có mấy cây phượng đẹp lắm nha anh chị. Mấy cây phượng ngay đoạn này nè. Đây mình cũng có ngôi nhà sắp vô hoàn thiện luôn, mẫu nhà phố thương mại. Tuyến đường đại lộ Nam Phương đi đường chim bay thì em đã bay ra ngoài bờ hồ Bến Sen. Ở trên tuyến đường này, ở trên cái công viên này thì mình mới vô 20 cây dừa đó anh chị. Mình cho chị với cô chú coi. Đó, mới trồng những hoài dừa sim, dừa sáp. Mấy cây này nó lùng lùng uống mát lắm anh chị. Đó, bên đây với bên kia cây chăm nó làm gì, cây chăm là cây chăm cổ thụ, trái làm như trái nho Mỹ á. Để xíu về bỏ cho anh chị với cô chú vô coi, ngọt lắm. Và shop house nè, để em bài nhanh và đoạn Nasaki shop house sắp tới thứ bảy này thì ở ngoài shop house mình làm gì có cái lễ hội phai ta quát tin chít lai, đúng rồi, bữa tối đường phố, ẩm thực đường phố với những gian hàng mua sắm nè. Nhưng mà bữa tối thì mình cũng có thưởng thức âm nhạc nữa, tại giờ còn sớm quá, mới có thứ năm mà. Coi ngày mai mốt thì anh chuẩn bị em quay phim cho anh chị coi ẩm thực đường phố, gian hàng và quán ăn. Nó đang chuẩn bị, đang làm đèn nữa anh chị. Đây mình có vàng cây ngọc lan nữa, cũng đang tới mùa, cũng đang bắt đầu ra hoa, mà ra hoa luôn rồi anh chị, thơm lắm. Sáng về đêm
mấy chị đang dọn dẹp vệ sinh lại để chuẩn bị cho ngày 13 tháng 5. Của này của bên Khải Hoàng với bên Phai Ta tổ chức. Buổi chiều là khoảng 4 giờ mấy, 5 giờ tới 8 giờ có nghe nhạc rồi nó đã lắm anh chị. Ăn uống rồi mua sắm. Giờ chưa có cảnh gì nhiều nên em chưa tả cho anh chị với cô chú coi được. Em đi vô nhanh vậy. Em đi ôm cua vô cái đường đại lộ Thiên Trường D2. Còn mấy anh say rồi chứ. Mà hôm kia là vào một buổi chiều trời mưa tầm tã. Năm mấy chiều mà anh kêu xe bê tông rồi đổ. Nó đổ vô mấy cây cột nè. Bữa nay người ta tháo dán nha, nhìn mấy cái cây cột bún lưỡng luôn anh chứ. Mới đổ được 2 căn bên đây với bên đây, bên hướng nam với hướng bắc. Nhà này thì mình sân trước mình dựng vô 2 mét, sân sau 6 mét, nhà thương mại. Vô vườn trái cây ven sông. Đây mình trồng vú sữa với mấy cây bưởi đâu nhiều lắm. Không thấy mùa nào cũng có trái đó. Bên dưới là những luống rau. Rau organic. Cũng đang lên cũng nhiều lắm. Dòng sông dàm cỏ thơ mộng lắm chị. Bữa nay phù sa về nên nước hơi đen xíu. Trời hết rồi. Anh chị nghe trời gầm không anh chị? Chắc chiều nay mưa lớn lắm. Mấy bạn nhỏ đang bắt đầu vô chơi cầu tuột xích đu nữa nè. Em cũng sắp hết pin rồi. Bữa nay chắc cũng sắp xong thô rồi, chuẩn bị vô hoàn thiện giờ tô tường nữa. Bên bờ hồ Cánh Sàn thì em thấy chú này cũng đang đặt xe đò chinh không. Quên nữa, phải anh chị đây hai lần biển mới tỉa lại bộ lông làm gì. Họ lắng o luôn.
cảnh đâu. Thứ hai ông câu chắc cỏ nữa anh chị. Hết pin rồi anh chị, thôi em cũng xin kết thúc đoạn video ngắn buổi chiều hôm nay, buổi chiều thứ năm rồi.